Trong cái trường học kỳ lạ mê hình dạng gắn xiếc này, tôi là một học trò sáng dạ. Sau đó, tôi đã tự thiết kế và dụng cụ riêng. Mấy năm sau khi tôi chuyển sang gắn xiếc của Đại tá Mundi, tôi là người đầu tiên chơi trò phát đậu rang muối miễn phí cho khách. Sau khi đã ăn trọn lô đậu mặn chát, họ bắt đầu khát nước. Tôi bán mấy ly nước chanh nho nhỏ giá cao và họ nấp cho tới dòng cuối cùng. Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đầu tiên thì mình sẽ trích hai phần mà mình cảm thấy là hay ho trong cuốn sách này cho mọi người nghe thử nha. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu review về cuốn sách này. Danh vọng tự như một người phụ nữ tuyệt trần với quá khứ sau lưng. Nhưng nàng là một tại vật tuyệt mỹ đến nỗi con mắt công chúng đã bị nhòa đi vì ngưỡng mộ mà quên mất bóng tối sau lưng nàng. Họ quên đi việc phải tìm hiểu rõ nàng là ai, nàng từ đâu đến và leo lên đỉnh vinh quang bằng cách nào. Danh vọng đối với họ, nàng là một tại vật quyến rũ và hoàn hảo, chỉ thế mà thôi. Cứ mỗi sáng, bác sĩ Crosby sẽ dạy tôi một bài học về sự chân thật khi tôi giúp anh chuẩn bị mấy loại thuốc chữa bá bệnh. Harry, con trai à, nhớ rằng thành thật là tốt nhất. Thuốc chữa bá bệnh Crosby và nước uống trường sinh bất lão của ta đã trở thành sản phẩm chuẩn mực suốt 20 năm nay rồi. Con biết vì sao không? Vì ta chưa bao giờ sản xuất hàng giả. Ta luôn dùng một công thức duy nhất, từ 65-90% nước, một ít hương lâm não, một giọt rượu whisky bắc, một ít màu thực vật. Ta không bao giờ pha loãng ngoài công thức. Chưa bao giờ ta pha thứ dược liệu thần kỳ này với quá nhiều rượu hay quá ít nước cả. Mục đích sống của ông là nâng cấp thứ nước thần dược này đến mức độ nó chỉ chứa toàn là nước. Ông bác sĩ vừa nhấp một hơi rượu vừa nói, vì không có gì tinh khiết hơn nước đâu. Nước là món quà từ thiên nhiên đấy. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem cái cuốn tiếp theo trong cái series review của mình, đó là Bóng Ma Danh Vọng. Và nếu như mà các bạn thích series này thì hãy like hoặc bình luận, hoặc là các bạn muốn mình review cuốn nào đó trong khả năng có thể thì mình sẽ review cho các bạn thêm nha. Mình biết đến cuốn này khi mà mình đọc qua hiệu ứng chim mồi 1-2 của một cái fanpage, mình cũng không biết đó là gì, mình không hiểu rõ lắm. Nhưng mình khi mà mình đọc hiệu ứng chim mồi 1-2 xong, mình quyết định đã đọc tới cuốn này. Và bây giờ khi mà các bạn thấy truyền thông đang dẫn dắt chúng ta, nên là chúng ta luôn biết là sức mạnh của truyền thông rất là lớn. Vì vậy nên là nếu như các bạn thấy kênh của mình vô ích, hoặc là các bạn thích series nào đó, hoặc là các bạn muốn làm gì, thì hãy giúp mình truyền thông với mọi người nha. Cuốn này có tên là Bóng Ma Danh Vọng, là được dịch ra từ tiếng gốc của nó. Thì ở đây chúng ta sẽ có Harry là một chuyên gia truyền thông kỳ cựu người Mỹ. Ông là một trong những người tiên phong đưa ngành điện ảnh Mỹ từ thuở sơ khai trở thành một ngành công nghiệp bạc tỷ như ngày nay. Và tác giả David, chuyên gia viết tiểu sử người Mỹ gốc Romania. Cuốn này đã được Nguyễn Hạo Nhiên dịch, nói chung là rất là hay. Hình như là những cái cuốn mà mình đọc của Ecolabber đều là do Nguyễn Hạo Nhiên dịch thì phải. Khi mà mình like cái bài này nè thì mình đã thấy rất là nhiều sách hay vừa được review á. Khi mà cái bài trích dẫn là những cái đoạn cực kỳ hay luôn. Nói chung là trang này truyền thông rất là tốt nha. Tại vì mình không còn biết là nội dung như thế nào, nhưng mà những cái mà được trang trích dẫn ra đọc vô là nó có một cái sức hút lạ lùng lắm. Nên là mình quyết định mua được cuốn này và hai cuốn Hiệu ứng chim mồi nữa. Thì nếu có thời gian thì mình sẽ review nốt hai cuốn chim mồi cho các bạn. Giá của cuốn này là 120.000, là lúc mình mua hồi đó trên Tiki. Thì bây giờ mình nghĩ là nếu như các bạn mua nhiều hoặc là tạo được combo hay gì đó thì trên Tiki hoặc là những trang thương mại điện tử khác cũng sẽ có những cái giảm giá nhất định. Đó mình sẽ mua thêm đó, tại vì sách này dịch rất là hay, rất là sát nghĩa, và những cái chiêu trò truyền thông trong này này các bạn không có tưởng tượng được đâu. Nó vô cùng là hay ho luôn á. Và khi mà mình đọc trong này nè thì mình đã nhận thấy là truyền thông đã dắt mũi chúng ta như thế nào, như kiểu thế này. Truyền thông chỉ cho chúng ta biết những cái mà họ muốn chúng ta biết thôi. Nên là có nhiều cái sự việc mà nó bị dẫn dắt theo một cái chiều hướng nào đó mà chính chúng ta cũng không biết nó là đúng hay sai, chúng ta cứ đi theo cái luồng của truyền thông đó. Nên là bây giờ khi mà mình đọc một cái thông tin gì đó thì mình cũng rất là cân nhắc và suy nghĩ xem là rốt cuộc là sự thật nó có như vậy không. Tại vì khi mà nó đã qua được biên tập rồi được đưa lên báo đài chính thức báo chí rồi ấy, thì có nhiều cái nó không phải như vậy nữa, nó không thuộc về cái bản chất của nó nữa. Có một câu như kiểu là một nửa ổ bánh mì thì là nửa ổ bánh mì, nhưng mà một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Sau này khi mà mình sử dụng mạng xã hội rồi ấy, thì mình chỉ like những cái bài chuyên về những cái ngành mà mình quan tâm thôi. Ví dụ như mình quan tâm về tâm lý, marketing, F&B rồi đó, những cái cộng đồng đó, thì trong đó mọi người sẽ chia sẻ với nhau những cái trải nghiệm thực tế, những cái review về sách mà họ đọc. Nhưng mà trong những cái group review sách của vậy thì cũng sẽ có những cái bạn gọi là shader, các bạn sẽ vô đó xong rồi khen hoặc là không khen, đưa ra ý kiến trái chiều về những cái quyển sách mà các bạn muốn bán, muốn đẩy, boost cái doanh thu lên á. Một số trang review sách thì sẽ là mọi người ơi, em cần sách về thể loại ABCDZ thế này thế kia. Có những bạn á rất là tâm lý, rất là dễ thương hoặc là nhiệt tình á, các bạn nói là những cái việc này á thì bạn cần phải thực hành thực tế
sau đó có những cái trải nghiệm thực tế đó, các bạn đọc sách thì các bạn mới hiểu được hay này kia. Nhưng mà có một số bạn như kiểu là bán sách đó thì sẽ vô bình luận là này mình có bộ này rồi, bạn cần bộ này thì in với mình rồi đã lại như thế. Kể cả mình nói chuyện của bạn sách mình đọc thế nào thì mình nghĩ như thế đó, chứ mình cũng không có thêm bớt gì. Tại vì thêm bớt thì chả có lợi gì cho mình. Mình muốn đưa cho mọi người những cái sự lựa chọn để mọi người có những cái gợi ý để chúng ta có thể lựa những cái sách thích hợp. Sách á là để mọi người đọc. Thật sự cuốn này rất là hay, mọi người không có thể tưởng tượng được những cái chiêu trò PR marketing mà tác giả đã sử dụng để đưa cái nền điện ảnh của nước Mỹ trở thành như thế như bây giờ đâu. Hoặc là cả những chuyện vặt trong những cái rạp xiếc nữa. Mình không nhớ là cái đoạn đó ở đâu, nhưng mà nó là thế này. Trong một cái rạp xiếc thì sẽ luôn có một người nhắc nhở các bạn đó là mọi người hãy chú ý an toàn, ví, tiền, đồ ở những chỗ cẩn thận đồ này kia. Thì lúc mà mọi người nghe như vậy nó rất là bình thường đúng không? Nhưng mà tự giác mọi người sẽ làm gì, lấy tay, sau đó chúng ta sẽ đụng vào những cái vị trí mà chúng ta để tiền á, để tài sản ở trên người. Và đó là cái phương thức mà giúp cho những cái đối tượng gọi là đối tượng hành nghề hai ngón đó. Đó là phương thức mà để cho những cái đối tượng hành nghề hai ngón, người ta có thể xác định rõ ràng luôn là bạn để tài sản chỗ nào để người ta có thể dễ dàng mất cái tiền đó đi. Mà trong khi á, là tình trạng chúng ta mất cảnh giác nhưng mà chúng ta được nhắc nhở rồi, chúng ta vừa kiểm tra xong chúng ta sẽ rơi vào tình trạng hơi mất cảnh giác một tí. Trong này sẽ có cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày và những điều lớn lao hơn, như là đối với thị trường phim ảnh của Mỹ. Đây là một cuốn sách rất là hay nha, và các bạn có thể tìm hiểu được thêm nhiều câu trích dẫn hay hơn nữa ở trên Eco Blader. Mình không biết mình đọc đúng không? Eco Blader để quyết định là mình có nên đọc cuốn này hay không. Nhưng mà hay thật sự luôn á, những cái cuốn mà đầu series này thì mình hay nói các bạn nghĩ là chắc nói như vậy chắc nhận bia hay cho nó là bán sách hay gì, nhưng mà với cái lượt view nhỏ bé của mình ấy, thì đương nhiên là có bia gì hết. Thì mình đã đọc cuốn này trong vòng 3 ngày, đó là lúc mình còn đi học. Tại vì những cái chuyện đời thường nha, nó rất là hay và nó hay một cách mà lạ luôn luôn á. Tới lúc mà review cho các bạn cuốn này là mình đọc lại rồi mình vô cùng nhìn ngắm. Ủa tại sao đó mình không nghĩ ra cái vấn đề này? Tại sao ở từng cái thời điểm nhất định các bạn đọc sách đó, thì các bạn sẽ nhận ra những cái vấn đề khác nhau, những cái góc nhìn khác nhau luôn á. Thế là đại loại là cái cuốn này thật sự rất là hay luôn nè. Là một cuốn sách mà các bạn có thể đọc để xem, để tham khảo, và nhiều lúc mình có thể áp dụng một vài cái thủ thuật nào đó ở trong này. Chẳng hạn các khái niệm bình thường của dân anh siết bắt đầu thu hút tôi. Bác sĩ Crossby, người chuyên lo thuốc thang dân anh siết, cũng là nha sĩ nhổ răng không đau. Tôi đã từng thấy ông nhổ răng giỏi đến vỡ hàm người ta mà chả ai biết, cho ban nhạc kêu ồn quá. Còn người bị vỡ hàm thì không dám hé răng bởi hắn hy vọng có thằng lương khác bị giống mình cho đỡ nhục. Thì đây là người ta lợi dụng những cái tiêu cực, những cái tính xấu mà đang len lỏi trong con người mình đó, để người ta có thể để người ta dùng những cái chiêu trò này. Thấy trò lừa đảo ngon ăn, chúng tôi tiếp tục làm. Một ngày trước khi nhổ trại, mỗi thành viên gánh xiếc sẽ thấy muốn bán bộ đồ dựng liều cho máy tay dân địa phương chỉ có $10. Ngày hôm sau sẽ 4-5 kẻ khác nhau đến lấy hàng, kẻ nào cũng trưng hóa đơn mua hàng ra, nhưng dĩ nhiên anh em gánh xiếc đều đã dọn dẹp hết và leo lên tàu trốn mất rồi. Thì đây là những cái đoạn trong những cái trong cái cuộc hành trình của tác giả khi mà trong cái gánh xiếc và sau này trở thành một bậc tài về truyền thông ở bên Mỹ đó, thì rất là hay và vô cùng hay. Và mình cho điểm cuốn này là 8/10 nha. Đây, nếu có điều kiện các bạn hãy đọc cuốn này, và nếu như các bạn thích những cuốn nào khác, hoặc là các bạn có thể gửi cho mình những cuốn sách nào khác tương tự hoặc là khác ngành. Mình thì thích sách về sức khỏe tâm lý, marketing rồi đó, còn truyện thì lâu nay mình cũng đọc, mình chỉ đọc qua bộ trăm và sẽ có một cái video nào đó review bộ truyện đó. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh, chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa, và nhớ cái chuông nghe, tại vì mình sẽ cố gắng ra video vào mỗi tuần. Và mọi đóng góp ý kiến của các bạn để giúp cho kênh của mình ngày càng phát triển hơn. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt.